kiếm con hả? Hả? Kiếm con đúng không? Muốn kiếm con bây giờ cũng phải ăn uống đầy đủ chứ, để có sức khỏe chứ, để có sữa nhiều nữa, rồi ba đi kiếm con của con về cho nó bú nữa mà. Nha, em cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Chào mọi người, thì hiện tại mình đang có mặt tại phòng khám thú y nha. Thì hôm nay mình thăm bé Happy nha. Thì cái tình trạng của bé Happy thì bác sĩ có gọi cho mình thì báo là bé khỏe. Thì bé đứng lên được, bé đi được vài bước. Đây con, cái đây nè. Từ tối nó ăn bảo. Có, tối qua ăn. Ăn hả? Ăn nhiều hôm qua á? Nhiều. Ăn nha. Hôm nay bé khỏe nhiều lắm mọi người. Hôm nay khỏe cũng khoảng 60% rồi. Tối hôm qua nó ăn cơm nhiều ha ấy. Còn nhiều sao mắng gì con? Mặt bên này đỡ rồi đó. Mặt đỡ vậy. Mặt bên này đỡ sưng rồi đó. Hôm qua còn sưng. Đây dạ nhanh nhanh đỡ sưng bên này lên nè. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, cái mặt á. Đỡ sưng bên này. Ờ. Ăn đi con. Ăn đi. Sợ à? Sợ rồi con. Đi. Đi trong đây nằm giá rộng rãi nha. Bi, đây là ba nè, đây là ba nè, đi đây, đi đây nè. Sợ hả? Sợ người. Đây nè. Nè ăn đi con. Nè. Sợ lạ. Ngoài đường quen rồi. Là hôm qua em nói là nó sốt mà hồi tối qua nó sốt đó. Rồi cái sữa nó không vậy mình có nặng không ta hay là đẩy luôn á. Happy ơi. Ăn đi con. Hôm qua cái mặt sưng đầy lên luôn á, bữa nay hết sưng rồi đó. Nay đỡ sưng đó mọi người. Ăn đi con. Ăn đi. Ha. Ăn đi nha. Happy. Kiếm gì đó? Ừ? Kiếm ai? Đi đây nè, đi nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống. Đi. Kiếm con hả? Anh đi con. Ăn đi con, ăn đi. Sợ hả? Lạ chỗ sợ hả? Ông như ông nhắc xương không ạ? Hôm qua có đi chụp hình bảo chưa? Hôm qua có đi chụp hình gì mà không? Nó có bị cái vấn đề gì không bảo? Nó bị chấn thương phần mềm, còn xương khớp của nó bình thường. Thì cái này bị chấn thương vùng đầu và bên hông mặt xương. Chân phải cũng bị chấn thương, bị sưng lên. Là cái mặt đỡ sưng rồi ha. Sưng. Qua sưng húp lên luôn. Hai lần rồi đó. Ăn đi con, uống nước đi. Đi đâu? Sao cái tối ngày khóc riết à? Nhớ con đúng không? Mọi người bé cứ hả, mỗi lần mà gặp mình là bé cứ khóc mà.
mình không biết là bé muốn nói cái điều gì với mình, không biết nữa. Thì đó, thì mọi người là đang tìm kiếm con đó, biết không? Dạng đi đâu đi kiếm con hả? Hả? Ừ? Khóc quá mọi người. Cứ gặp mình là khóc à. Không biết làm sao nữa. Bây giờ là thì theo như mình nghĩ đó, mình suy nghĩ đó thì bé đang kiếm con của bé đó. Không biết là bé đang suy nghĩ, không biết con của mình ăn uống như thế nào, bú sữa như thế nào. Vô đây ăn đi con, vô đây ăn đi ha. Anh đi Happy. Ăn đi, đi vô đây nè. Happy ơi. À vô đây nè, vô đây. Học quá. Đây nè. Quên ăn dữ lắm nha. Hôm qua nó ăn mà vừa ăn vừa khóc đó anh Bi. Vậy hả? Là tối hôm qua anh ăn. Nó ăn vậy nghĩa là cảm xúc sao thấy cái cô bé làm với em á. Đúc tràn. Đúc tràn vừa ăn vừa khóc. Giờ là bé đang đi kiếm đường đi nè, đang kiếm đường đi, kiếm con quá. Thôi đừng ra, đi ra ngoài là người ta bắt con nữa đó, biết chưa, biết không? Để tìm ra ngoài à. Ăn đi, đi đây nè. giờ ngóng ngoài đường á. Nếu mà mình bây giờ nó khỏe, ví dụ mình để nó ở bên bệnh á, nhiều khi mình dắt nó đi á, nó kiếm cái chỗ mà nó đẻ được á. Dắt nó đi nó kiếm được á. À. Đi kiếm con hả? Giờ đi ra ngoài nó bắt nữa làm sao? Hả? À, đó mọi người thấy bé khóc không mọi người? Đó. Muốn nhắn nhủ, muốn nói mình cái gì lắm á, mà bây giờ không biết bé nói nó không có được. Bé này em nghĩ là bé là chọn mày. Ờ. Con ra cái đi kiếm anh á. Ừ. Vì người ta bắt được con giò là biết giờ con cái. Khóc liên tục ha. Hôm bữa nó gặp anh này đầu tiên nó cũng khóc nữa. Chảy mắt luôn á. Chảy mắt quá trời luôn. Happy. Giờ thì tên thì đặt mà bé chưa cũng chưa có nhận thức được đâu. Như đại bé chưa có biết mình đang làm cái gì bé, từ từ bé sẽ biết ai yêu ai thương bé thôi. Nè ăn đi con. Nè. Nè. Ăn đi rồi đi tìm con. Ha. À, nè. Giờ nhớ rồi, nhớ Nhung rồi, nhớ con rồi, không có ăn. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi thì rồi ba với mọi người đang đi tìm con của con đó, đang kêu người đi ra cái chỗ mà gần cái công viên mà con bị bắt đó, thì đang tìm, người ta đang đi vòng vòng, người ta đang tìm á, với lại ba có nhờ người ta chụp hình dán mấy cục điện á, nha. Thì hiện tại bây giờ thì mình với lại mấy cô chú á, đang chụp hình bé để photo ra để dán ngay trên mấy góc cục điện á, để coi là mọi người gần ở đó biết là bé sanh đẻ ở đâu hay không, để mình mà kiếm con của bé về mình hốt về luôn, hốt về mình nuôi chung luôn. Chứ bây giờ bé cứ ngủ xong mở mắt dậy là cứ nước mắt rưng rưng rồi cứ rơi nước mắt riết à. Hôm nay sức khỏe của bé thì cũng ổn định rồi, bé đi tới đi lui được rồi, mắt của bé thì cũng không có còn bị như là đớm máu nữa. Còn chụp hình cái phần đầu của bé thì xương này nọ thì ok, chỉ có chấn thương mấy phần mềm thôi. Thì giờ hồi tối hôm qua thì bác sĩ có gọi cho mình nói thì trong tình trạng bé hôm qua là bé sốt, thì chắc mình nghĩ do những cái vết thương đau quá thì sẽ gây ảnh hưởng làm cho bé đau đớn quá thì bé sẽ sốt quá mọi người. Ăn đi con, ăn đi. Nè,
đó, hai thố luôn đó. Con ăn đi, con mà không ăn là ba mới đi tìm con đó nha. Con ăn đi, ăn đi, ăn đi rồi ba chở đi qua bển tìm con nè. Bé thì bé giống như là chưa có thích nghi được á mọi người, bé cứ tìm đường, bé chạy không à. Đó mọi người thấy không, bây giờ lại hả làm cho bé một cái hả, bây giờ thực sự mà nói thì bé mình cứu về rồi nhưng mà mình cũng rất là buồn. Buồn tại vì là bây giờ nguyên một đám con, đàn con không biết bao nhiêu con nữa, mà bây giờ nó không có mẹ nó bên cạnh, nó sẽ lạnh lẽo rồi đói nữa, đói khát nữa, mà không biết như vậy rồi mấy bé có sống nổi hay không. Bé thì trong tình trạng thì bé giống như là cái tinh thần còn hoảng loạn á, nên không có dám cho bé ra ngoài nhiều, sơ hở rồi bé sẽ chạy đi mất, nên mình cho bé vào chuồng. Đây để ba bỏ thịt vô thêm cô ăn nha. Happy ơi. Kiếm con hả? Hả? Kiếm con đúng không? Muốn kiếm con bây giờ cũng phải ăn uống đầy đủ chứ, cho có sức khỏe chứ, để có sữa nhiều nữa rồi ba đi kiếm con của con về cho nó bú nữa mà. Nha, ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, cố gắng ăn nhiều, uống nhiều vô nha, để cho mình có sữa rồi ba với lại mọi người đi tìm con, các con của con nữa chứ, về cho nó bú chứ. Chứ mà con mà không gán ăn là con bệnh thì sao? Thấy không? Bạn ơi! Bạn! Mình đi tới cứ khóc ghét rồi mọi người. Bé mà như là mình nghĩ chắc là bé là bé chó hoang á, người của bé xương xẩu không à, thì bỏ đói lâu dài mà trong cái tình trạng á chó hoang đi vòng vòng ngoài đường rồi nhảy đực tùm lum hết trơn á, bởi vì thành ra giờ là có bầu rồi đẻ cuối cùng thì gặp mấy thằng mà khốn nạn, nó lỡ nó đập đầu, nó bắt đập đầu. Điều quan trọng là bây giờ cái đàn con của con á, mọi người đang tìm cách luôn á, bằng mọi cách luôn á để tìm con của con á. Nha, con cứ an tâm nha. Cái phần đầu với là cái phần mặt của bé thì đỡ sưng rồi đó mọi người, nhưng mà bé lúc nào nghiệp bé lắm mọi người ơi. Hiện tại thì bây giờ bé cứ hả mà ngủ dậy xong là bé cứ nằm khóc ghét vậy đó, mình thấy mình không có chịu nổi luôn. Mà bây giờ thì mình có nhờ mọi người cũng có chụp hình bé rồi dán những cái mà góc cục điện á, mấy cái chỗ mà bé mà bị bắt á, để mong mọi người ở sớm đó biết bé sinh con ở đâu, đẻ con ở đâu, để mình mà còn tìm đến đó để mình đem con của bé về. Chứ bây giờ bé cứ nằm bé khóc như nào mọi người, bé cứ mà khóc mà rớt nước mắt luôn á.
giờ đang bà biết con đang buồn lắm đúng không hả? Bà biết con buồn lắm, nhớ con đúng không? Đúng không? Ừ. Con cứ an tâm đi, con cứ ăn uống đầy đủ đi, rồi ba với mẹ sẽ đi tìm con của con nha, nghe không? Nghe lời ba nha, nha, gán ăn uống đầy đủ vô, có sữa nhiều lên để dành cho con mình về nó bú mình nữa chứ, nha, nghe không? Ba về nha, con gán đây con giữ gìn sức khỏe nha. Chị nào khỏe khỏe ba rước con về với anh với chị em đầy đủ nhà nhiều lắm nha con, nghe không? Đó thì á, thật sự mà nói thì mình cũng muốn nhắn nhủ tới những cái anh thanh niên mà đã từng làm với Lê lại bé Happy như thế này, thì mấy anh sẽ chắc chắn là mấy anh cứ suy nghĩ đi, mấy anh làm như vậy rất là ác luôn á, rất là nhẫn tâm luôn á. Nếu hôm kia mà sơ suất một chút xíu nữa thôi là bé Happy thì nó không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Và thêm một cái nữa là đàn con của bé, nếu mà không có bé bên cạnh thì cái bé sống làm sao? Bây giờ thật sự mà nói thì mình cứu bé về được rồi thì mình cũng mừng được phân nửa. Còn phân nửa kia thì từ hôm kia đến giờ mà khi hay tin bác sĩ nói là vú của bé có sữa này nọ thì vợ chồng mình buồn lắm, đang tìm mọi cách để hả đi vòng mấy cái khu kẹt kẽ hở, nhiều khi bé sanh bé đẻ ở trong mấy ống cống này nọ mình đang đi tìm hết á, chứ mà mình thấy nếu mà mình không có tìm ra mấy bé chắc chắn là mấy bé sẽ chết. Tại vì đâu có ai cho bú này nọ đâu. Rồi trời cũng đang hả, giống như là trời cũng đang lạnh lẽo mưa bão. Rồi chưa biết nữa, không có sữa uống rồi đói sẽ chết rồi bị kiến nó ăn hết luôn. Đó mọi người thấy làm cho bé như vậy á, gieo cái đau khổ cho bé vậy đó, mọi người thấy có cảm thấy vui không? Đó. Đừng có gì những cái đồng tiền mà dơ bẩn mà tại vì mọi người nghĩ đó, mọi người cũng nghĩ, tại vì cũng sắp đến Noel rồi đó, thì mấy cái thằng ăn chạm chó này nó định bắt mấy bé hoang này nè, ngoài đường này nè, để về bán thịt để ăn lễ Giáng sinh nè mọi người. Đó, ngủ nha ba về nha. Thank you.